Kênh Nhà Đất Lộc Nguyễn mến chúc quý anh chị và cô bác có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Hôm nay là cuối năm rồi, đầu năm mới Lộc Nguyễn kính chúc cho quý anh chị và gia đình quý anh chị có thật nhiều sức khỏe nè, nhiều niềm vui nè, luôn thành công và làm ăn lúc nào cũng phát tài phát lộc nha. Đầu năm mới thì Lộc Nguyễn sẽ có những cái ưu đãi cho quý anh chị nha. Lộc Nguyễn sẽ tặng cho quý anh chị 6 chỉ vàng khi mà quý anh chị đi xem ngôi nhà, những cái sản phẩm mà bên Nhà Đất Lộc Nguyễn review gửi đến cho quý anh chị. Tiếp theo thì mời quý anh chị di chuyển vào bên trong những cái căn nhà. Hôm nay Lộc Nguyễn sẽ giới thiệu chi tiết những cái mẫu nhà đẹp cho quý anh chị nha. Xuân xuân ơi, xuân đã về. Xuân đến rồi phải không quý anh chị? Quý anh chị thấy thế nào ạ? Chứ Lộc Nguyễn thấy một mùa xuân mới, một khởi đầu mới. Thì chúng ta có nhiều kế hoạch cũng như là có nhiều sự lựa chọn với những cái mẫu nhà đẹp bên Nhà Đất Lộc Nguyễn. Thì hôm nay Lộc Nguyễn sẽ giới thiệu đến cho quý anh chị một cái căn nhà rất là sang trọng và hiện đại luôn. Quý anh chị hãy cùng theo chân Lộc để tham quan hết căn nhà của chúng ta đẹp thế nào nha. Căn nhà hôm nay Lộc Nguyễn giới thiệu đến cho quý anh chị là nó nằm ngay gần chợ Trung Thành nha, cách cầu Tràm tầm khoảng 1 km thôi. Thì căn nhà của chúng ta ở phía mặt diện bên ngoài nè, cái lòng đường của chúng ta rộng tầm khoảng 6m nha quý anh chị, và lề đường là khoảng 3m, với một cái thiết kế là hình mái thái với cái diện tích là ngang 4m rưỡi, dài 19m nha quý anh chị, có đến 4 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh, với một cái mẫu nhà mái thái rất là sang trọng và hiện đại luôn. Thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị di chuyển vào bên trong nhà để cùng tham quan nha. Ở phía bên ngoài mặt diện nè, ở đây á, quý anh chị sẽ qua một cái lớp cổng 4 lớp nha quý anh chị, được CC với cái tông màu trắng và màu đen, rất là phù hợp với cái màu của ngôi nhà chúng ta ha. Rồi, vào cái khoảng sân này nó rộng tầm khoảng 18m2 nha quý anh chị. Với cái khoảng sân này thì quý anh chị đậu xe máy rất là thoải mái luôn, tầm khoảng 10 chiếc luôn nha quý anh chị. Ở phía bên tay phải Lộc nè, đơn vị Lộc cũng làm sẵn một cái hàng cây xanh, là một cái mẫu kiểu mà có cây lá thì ngôi nhà chúng ta nó sẽ mát mẻ và thông thoáng hơn nha. Ở phía bên tay trái Lộc nè, tường đã được ốp lên cho mình tầm khoảng 1m6 nè quý anh chị, đó rất là sạch sẽ nha. Và nước ở đây chúng ta xài là nước sạch, nước máy nha quý anh chị, nên quý anh chị an tâm mà sử dụng nước ở đây nha. Và cái phía mặt diện khi mà quý anh chị đi vào bên trong khu vực phòng khách á, tường đã được ốp lên tới trần cho quý anh chị luôn nè, với cái tông màu rất là nhã nhặn và phù hợp với cái màu nhà của chúng ta nha. Cái căn nhà này Lộc thấy rất là thích hợp cho những gia đình nào có đông thành viên nha quý anh chị. Mình ở có 4 phòng thì chúng ta ở 3 gia đình thì rất là tuyệt vời nha. Ông bà, cha mẹ, con cái ở căn nhà này thì rất là hợp lý không quý anh chị. Vào bên trong khu vực phòng khách nó rộng tầm khoảng 30m2 nha quý anh chị. Quá ư là rộng và thoáng luôn. Thì chúng ta có thể set up được những cái phần nội thất như là một cái bộ ghế bằng gỗ nè, hoặc là một cái bộ ghế sofa ha. Rồi trên tường thì chúng ta treo những cái TV màn hình LED. Và đặc biệt á, cái điểm nhấn của cái căn phòng khách này là phía trên có một cái trần là trần vượt cấp, và đặc biệt á, là có khu vực đèn chùm hình pha lê với tông màu vàng, nhìn rất là long lanh, quá ư là sang trọng luôn quý anh chị ơi. Và tường á, đã được ốp lên tầm khoảng 1m6 cho quý anh chị nè. Thì với ngôi nhà này á, Lộc đặc biệt ấn tượng á, là từ trên xuống dưới là đều ốp tường hết cho quý anh chị rồi, nên rất là phù hợp cho những gia đình nào mà có con trẻ nhỏ chúng ta ở cái ngôi nhà này ha, thì rất là sạch sẽ. Ở phía dưới cầu thang nè quý anh chị, đơn vị bên Lộc set up cho quý anh chị những cái kệ tủ sẵn luôn rồi. Đó, quá ư là nhiều kệ tủ như thế này. Thì chúng ta để gì ạ? Để sách nè, để những cái bình rượu nè, hoặc là để những cái chậu hoa cho khu vực phòng khách chúng ta thêm phần đẹp mắt hơn nha. Rồi, khu vực bên tay trái Lộc nè quý anh chị, có một cái khoảng không gian để một cái đèn kiểu nhìn rất là sang trọng và hiện đại với cái bức tranh dán tường với hoa, hình hoa mai ha, hoa mai bằng vàng nha quý anh chị. Đó, thì đầu xuân nếu mà quý anh chị sở hữu căn nhà này, Lộc Nguyễn sẽ tặng cho quý anh chị 4 chỉ vàng nha, 4 chỉ vàng 4 số 9. Đó, quý anh chị hãy nhanh tay nhấc máy lên cho Lộc Nguyễn để
đi xem ngôi nhà thực tế và sở hữu cho mình cái căn nhà này luôn nha, với một cái mức giá chỉ hơn 2 tỷ chút xíu thôi. Thì quý anh chị hãy theo dõi hết video, là Nguyễn sẽ báo giá cuối video cho quý anh chị nha. Căn nhà này có một cái khu vực phòng ngủ ở dưới tầng trệt rất là thích hợp để cho quý anh chị, ưu tiên cho người lớn tuổi chúng ta ở, cũng như là cho bố mẹ nè, cho mẹ bầu chúng ta ở đây để thuận tiện chúng ta đi lại hơn nha quý anh chị. Đó, phía trên trần nè, trần là trần vượt cấp cùng với những cái hệ thống đèn led với những cái tông màu xanh, màu trắng, nhìn rất là sang trọng và hiện đại, giúp cung cấp đầy đủ ánh sáng cho cái khu vực phòng của chúng ta ha. Và đặc biệt là có cái đường dây ống đồng á, rồi công tắc máy lạnh, chúng ta về chúng ta chỉ cần lắp máy lạnh vào và sử dụng thôi. Và đây là một cái khu vực là phải nói là cái người phụ nữ chúng ta sẽ rất là thích nha quý anh chị. Khu vực này á, Lộc đàn ông á mà Lộc còn thích cái khu vực này quý anh chị. Ở đây á, tủ bếp chúng ta rất là rộng rãi và thoáng luôn, được thiết kế là hình chữ L nè, tủ bếp trên và tủ bếp dưới ha. À, phía dưới thì đã được ốp những cái gạch granite nè quý anh chị, đá granite nha, đó rất là sang trọng ha. Ở đây là nước rất là mạnh luôn, và ở phía trên nè lắp sẵn cho quý anh chị một cái khi mà quý anh chị rửa chén á, quý anh chị ốp lên đây luôn, đó rất là thuận tiện ha. Một cái chỗ mà ốp chén dĩa đó rất là sang trọng, và rất là nhiều kệ tủ luôn nè quý anh chị, quá ư là nhiều tủ luôn nè, để chúng ta tha hồ chúng ta đựng đồ ha. Quá hết là nhiều tủ luôn. Rồi bên tay trái Lộc nè, có một cái khu vực ống nước vào và ống nước ra, có công tắc ở trên đây, có ổ cắm điện đây, thì chúng ta đợi khu vực máy giặt ha. Đó, rồi căn nhà của chúng ta dài tới 19m á, nên nó có một cái khoảng sân sau nha quý anh chị nè, có vòi nước sẵn cho quý anh chị luôn ha, nước rất là mạnh. Thì với khu vực này chúng ta có thể làm một cái khu vực để chúng ta giặt giũ phơi đồ ở đây ha, có một cái giếng trời nè, đó nhìn rất là đầy đủ và tuyệt vời ha quý anh chị. Và một cái căn phòng vệ sinh phải nói là rất là rộng luôn, lavabo, bồn cầu, vòi sen và tường đã được ốp lên tới trần cho quý anh chị luôn, rất là sạch sẽ và đầy đủ ha quý anh chị. Hiện tại căn nhà của chúng ta đã có sổ hồng riêng rồi, nên những quý anh chị nào mà muốn sở hữu cho gia đình mình thì hãy nhanh tay nhắc máy cho Lộc Nguyễn mình đi xem căn nhà này có đúng vị trí thực tế căn nhà hay không nha, đúng cái giống như trong video Lộc quay hay không, thì chúng ta làm việc giá với chính chủ nhà luôn, và giá là giá chính chủ và cọc là cọc với chính chủ nhà này, nên quý anh chị yên tâm về mặt pháp lý nha quý anh chị. Tiếp theo thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị di chuyển lên trên lầu để cùng tham quan các khu vực phòng ngủ của chúng ta nha. Các bậc cầu thang khi mà quý anh chị di chuyển lên á, đã được ốp gạch đá hoa cương hết rồi nha quý anh chị. Tay vịn là gỗ khâm xe và kính cường lực, nhìn rất là sang trọng và hiện đại ha. Đá này gọi là đá granite nha quý anh chị. Tay vịn là gỗ khâm xe và kính là kính cường lực nha quý anh chị, nên rất là sang trọng và hiện đại luôn quý anh chị ơi. Quý anh chị thấy ngôi nhà này như thế nào ạ? Thấy có thích không ạ? Thích thì hãy cho Lộc một cái like và một cái lượt follow đăng ký kênh Nhà Đất Lộc Nguyễn để luôn là người nhận sớm nhất những cái mẫu nhà mà Lộc Nguyễn đi quay mỗi ngày nha. Rồi mình tiến được lên trên lầu 1 rồi quý anh chị ơi. Ở phía khu vực cầu thang là sẽ có một cái bức tranh cũng như là một cái gì ạ? Một cái đèn chiếu sáng đủ màu luôn, vàng, xanh, đỏ, hồng, rất là thích phải không quý anh chị? Rồi khu vực lầu của chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đầu tiên là Nguyễn sẽ cho quý anh chị tham quan khu vực phòng vệ sinh này nha. Khu vực phòng vệ sinh đó, gạch ốp tường đó ốp lên tới trần cho quý anh chị luôn nè, với cái tông màu xám và màu trắng, nhìn rất là sang trọng và hiện đại nha. Bồn cầu, vòi sen, lavabo và thậm chí là đã lắp kính sẵn cho quý anh chị luôn rồi, đều tặng lợi hết cho quý anh chị khi mà quý anh chị sở hữu căn nhà này nha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong khu vực phòng ngủ ạ. Với ngôi nhà này thì Lộc thấy là rất là thích hợp để cho những cái gia đình đông con chúng ta ở cái ngôi nhà này ha. Một cái khu vực cửa sổ để cho quý anh chị lấy gió cũng như là lấy sáng vào bên trong khu vực phòng của chúng ta. Cái cánh cửa sổ nè quý anh chị, cửa đây là cửa nhôm sifa, kính cường lực, nhìn rất là chắc chắn luôn ha. À, cái phòng này nó rộng tầm khoảng 15 mét vuông đó quý anh chị. Quý anh chị có thể tận dụng để cho con cái chúng ta ở cái khu vực phòng ngủ này ha. Ở phía bên trên nè có một cái đường dây điện sẵn ha, và một cái gì ạ, một cái đường dây cấp đồng để cho quý anh chị đi máy lạnh ở khu vực này ha quý anh chị. Có công tắc nè, có đèn ngủ nè, đó phía trên trần là trần vượt cấp cùng với hệ thống đèn led với cái tông màu xanh và màu trắng, giúp cung cấp đầy đủ ánh sáng cho cái khu vực phòng của chúng ta. Ở đây thì là kính
kính cường lực và nhôm sifa nè quý anh chị, kính mờ ha quý anh chị, nhìn vào không có thấy đâu đó. Rồi tiếp theo thì chúng ta vào căn phòng thứ hai. Wow, căn phòng thứ hai thì nó cũng tương tự nha, giống như căn phòng thứ nhất nha, căn phòng thứ ba chứ, căn phòng thứ ba nha quý anh chị. Đó, căn nhà này có 4 phòng ngủ nha quý anh chị. Thì với căn nhà này thì chúng ta ở từ 3 thế hệ, chúng ta ở nhà này cũng được, ông bà, cha mẹ và con cái ha. Và căn phòng cuối cùng nó sẽ được hướng ra phía ban công nè quý anh chị ơi. Căn phòng này thì Lộc thấy nó rộng tầm khoảng 30 mét vuông quý anh chị, rất là rộng nè. Phía dưới thì được ốp gạch bóng kính với những cái hoa văn họa tiết nhìn rất là sang trọng và hiện đại ha. Ở phía trên trần nè quý anh chị, trần là trần vượt cấp cùng với hệ thống đèn LED. Thì với cái khu vực cái phòng mà hướng ra ban công thế này á, thì chúng ta có thể tận dụng để làm một cái nơi khu vực thiêng liêng để, hoặc là một cái nơi rất là tôn nghiêm để chúng ta thờ phượng ông bà tổ tiên, thờ cửu huyền thất tổ ha, và thậm chí là mình thờ Phật nè, thờ đạo Thiên Chúa. Thì theo tín ngưỡng của mỗi nhà thì chúng ta thờ ở cái khu vực này để làm một khu vực phòng thờ không quý anh chị. Đó thì mình kết hợp luôn là mình có thể là ngồi thiền hoặc là tập yoga ở cái khu vực này thì rất là hợp lý nha. Hướng ra phía ban công thì sẽ có một cái cửa sổ cũng như là một cái cửa chính ha quý anh chị. Cửa sổ chúng ta thì sẽ hướng ra một cái khu vực mà đơn vị bên Lộc đã trồng sẵn một cái cây cho quý anh chị luôn rồi. Đó, những buổi sáng quý anh chị ra khu vực này mở cửa ra để hóng những cái luồng gió mát nha quý anh chị. Căn nhà của chúng ta là nằm trong một cái hướng là hướng Bắc nha, hướng Bắc. Đó, đây cái ban công đây. Và ở nhà chúng ta chỉ cách cái đường mặt tiền, đường lớn á, chỉ tầm khoảng 10 mét thôi. Xe hơi, xe tải chạy vi vu. Thậm chí trước nhà chúng ta là đường nhựa nè, đường nhựa này rộng khoảng 6 mét nha. Và nằm trong một cái khu dân cư rất là an ninh luôn nha quý anh chị. Ở phía cái ban công này khá là rộng. Đó, ở phía trên nè, đây là ốp gạch nha, gạch nha quý anh chị. Đó, có những cái đèn tiểu tiết rất là đẹp ha. Phía trên thì có đèn LED sẵn cho quý anh chị luôn nè. Rồi tiếp theo thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị di chuyển xuống khu vực tầng trệt. Lộc Nguyễn sẽ báo giá cho quý anh chị nha. Vừa rồi thì quý anh chị đã tham quan hết căn nhà của chúng ta rồi. Quý anh chị thấy có phấn khởi hoặc là thấy thích không ạ? Nếu mà thích đó, thì hãy nhấc máy lên gọi ngay cho Lộc Nguyễn vào cái số hotline phía trên màn hình nha. 077-201-0726. Lộc Nguyễn sẽ tư vấn thật là chu đáo cũng như là tận tình đúng cái nhu cầu cho quý anh chị nha. Ngoài những cái căn nhà đẹp như thế này thì Lộc Nguyễn còn những cái căn nhà giá tài chính tầm khoảng 1 tỷ trở lên á, thì quý anh chị hãy nhắc máy cho Lộc để mình chia sẻ nhu cầu và Lộc Nguyễn sẽ chọn những cái căn nhà thật là phù hợp cho quý anh chị. Và riêng căn nhà này Lộc sẽ thống kê lại cho quý anh chị nha. Với một cái mức giá tổng cho quý anh chị sở hữu một cái căn nhà ngang 4,5 m, dài 19 m, được thiết kế là một trệt, một lầu có 4 phòng ngủ và có 2 phòng vệ sinh, có một cái khoảng sân khá là rộng rãi cho quý anh chị đậu xe ha. Với một cái mức giá tổng luôn 2.650.000.000 là quý anh chị đã sở hữu một căn nhà sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng. Với căn nhà này thì ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay với một cái mức giá là bao nhiêu ạ? 1.5 tỷ nha quý anh chị. Mọi thông tin chi tiết quý anh chị hãy gọi ngay cho Lộc Nguyễn hoặc comment dưới video, Lộc Nguyễn sẽ gọi lại để tư vấn rõ ràng về pháp lý cho quý anh chị nha. Đầu năm mới thì Lộc Nguyễn mến chúc cho quý anh chị có nhiều sức khỏe nè, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Làm ăn luôn phát tài phát lộc và sớm sở hữu cho mình một những cái sản phẩm nhà và đất phù hợp gia đình mình nha. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị ạ. Nhà đất Lộc Nguyễn, nơi đặt niềm tin, nơi xây tổ ấm.